75 tuổi nhưng nhiếp ảnh gia Phạm Trắc Vũ đã có hơn 50 năm kinh nghiệm cầm máy. Với ông, nhiếp ảnh giờ không chỉ là một đam mê thông thường mà còn là một cách dưỡng sinh, vừa sáng tác nghệ thuật, vừa rèn luyện sức khỏe. Chúng tôi leo núi, leo đồi cũng chẳng thua kém gì thanh niên. Và như vậy nó tạo cho mình một cái niềm vui và như vậy là sức khỏe nó càng tốt hơn. Cho nên là nó lại tạo lại cái động lực, lại cố gắng tìm ra những cái bức ảnh nó hay hơn, đẹp hơn. Sau khi nghỉ hưu, ông Vũ cùng những người bạn có chung sở thích đã lập ra câu lạc bộ nhiếp ảnh Hồ Gươm. Qua 11 năm, câu lạc bộ giờ đây đã trở thành ngôi nhà chung cho hơn 30 nhiếp ảnh gia cao tuổi không chuyên. Đam mê sáng tạo, ngay cả thành viên lớn tuổi nhất như ông Nguyễn Hữu Nền cũng không ngại xách máy tới các làng nghề ngoại thành để tác nghiệp. Tôi làm nghề đến nay là hơn 60 năm rồi. Tuổi đời thì cũng trên 80 tuổi rồi. Hoạt động nghề ảnh thì nó tạo cho mình được một cái trí nhớ rất là bền và cái sức khỏe được dẻo dai. Mỗi một chuyến đi sáng tác ở ngoài cũng như đi với câu lạc bộ này thì tôi thấy rất là vui thú. Ngoài đam mê chụp ảnh thì còn chia sẻ với nhau những cái tình cảm về vấn đề là gia đình, về những cái điều kiện cuộc sống, anh em trong câu lạc bộ gắn bó với nhau hơn. Nhiều tác phẩm của các thành viên trong câu lạc bộ đã ghi dấu ấn tại các cuộc thi ảnh quốc tế như Cultural Circuit do Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ bảo trợ hay Asahi Shimbun do Hiệp hội Nhiếp ảnh Nhật Bản tổ chức. Đây cũng là động lực để các thành viên tiếp tục niềm đam mê không tuổi với nhiếp ảnh, đồng hành cùng nhau trong những chuyến đi không bao giờ biết chán để thấy cuộc đời đẹp đẽ và mến yêu hơn.